xem anh có mua gì cho Na này. Ta da. À ruốc, em rất thích ăn món này. Sao hôm nay anh lại uống ruốc thế? Bình thường nhà mình có ăn món này đâu. Hay là anh lười nấu cơm, hay là mua đồ ăn sẵn thứ gì? Anh mà lười như thế lấy mách mẹ đấy. Mẹ bảo là nấu đồ ăn tươi cho bọn em ăn cơ mà. Cái thằng này chả tin tưởng anh gì cả. Hơi tin là dọa mách mẹ. Có dọa mách mẹ anh không sợ đâu. Chẳng qua là nhớ, hôm qua anh đưa Na đi học có rẽ vào quán xôi gần trường ăn. Na thích ăn ruốc cô ấy, nên là anh đặt cô ấy một túi để cho Na ăn dần. Na nhở? Na thích thì cũng không được bốc tay như thế. Vào rửa tay đi. Vâng ạ. Anh Tôm nói đúng rồi đấy. Na vào rửa tay đi, rồi ba anh em ăn cơm nhé. Anh Cường ơi, em thấy có gì sai sai ấy. Sai sai là sao? Đâu? Để anh em thử xem nào. Ngon mà nhỉ? Nhưng mà em thấy nó cứ bã bã, với cả chẳng giống loại mẹ hay làm cả. Thôi. Ông lại bắt đầu vào vai thám tử rồi đấy. Chỗ này bán hàng uy tín mà. Ngày nào Na đi học mà chả ăn nhỉ? Mà ông không ăn ý, thì để đấy, hai anh em chúng tôi ăn. Càng còn, Na nhờ. Na ơi, mở cửa anh Na ơi. Đêm rồi, hai anh lên lại lang thang ở ngoài làm gì đấy? Ôi, anh đau bụng quá, Na cũng bị đau bụng. Thôi, không nói chuyện với em đâu. Na ơi, mở cửa anh Na ơi. Na, em bị đau bụng như thế nào? Lâu chưa? Em cũng không biết nữa, tối nay cứ đau. Ôi, Na, anh Cường ơi, anh Cường. Sai. Mang ra đây. Không mang ra đây thì mang ra đâu? Cuối chợ rồi, gom mãi mới được một ít này đấy. Quán hôi một sừ ra. Mang về nhà để bà mẹ mắng chứ à? Mà chị phải trả thêm tiền công cho em đi. Chứ suốt ngày bắt em động vào mấy cái hóa chất này à, em hỏng hết cả người. Mày, chị giỏi vòi tiền thôi. Đây đâu phải là vòi tiền, đó là tiền công của em mà. Suốt ngày em làm cho chị thế này à? Chị, em đau đầu, em mỏi gối, em tê tay, trông em đột quỵ thì sao? Nào, muốn gì nói đi. Đúng là chị gái của em. Em á, chả thích cái gì, chỉ thích đi xem phim Marvel thôi. Mà ngoài rạp ấy, đang có phim mới ra đấy. Chị cho em điểm một vé xem phim nhá. Làm gì có tiền mà suốt ngày ra rạp xem phim thế hả? Mà mày rủ là con Linh hàng xóm đi đúng không? Tao còn lạ gì nữa. Mà nói bao nhiêu lần rồi, bao giờ ấy, phim ra web thì mới xem. Chứ mày xem phim ở trên rạp ý, tốn tiền mà sư. Mày đi như thế thì ai làm hàng cho chị? Không cho. Chị ơi, chị có bán bánh mì không ạ? chị có. Mang vào trong kho xử lý đi. Thế em trai ăn gì để chị phục vụ nhờ? Chị cho em mua bánh mì trứng ạ. Ừ, có ngay. À, thế em đẹp trai có ăn thêm ruốc không? Này, ăn thêm một ít cho ngon nhá. Ruốc là nhà chị tự làm đấy, đảm bảo an toàn vệ sinh luôn. Ai ăn rồi sẽ nghiện thôi. Vâng ạ, thế chị cho em thêm một ít ạ. Ok. À, chị ơi. Ừ? Nhà chị có nhà vệ sinh không ạ? Chị có thể cho em đi nhờ được không ạ? Thế em đi thẳng vào trong nhá. Dạ vâng ạ. Quay chụp cái gì đấy? Em là ai đấy?
Tại sao lại vào đấy? Em định đi vệ sinh ạ. Nhà vệ sinh trong kia cơ mà. Dạ vâng, em đi nhầm, em xin lỗi anh ạ. Này, hết oxy già đấy, mua thêm đi. Dùng oxy già để tẩy thịt. Ơi, em đẹp trai, vào đây mở hàng cho chị đi. Thế hôm nay không dẫn em gái đi cùng à? Mà thôi, hai anh em ăn gì chị lấy cho. Ngày hôm nay tôi không đến đây để ăn, mà tôi đến để vạch trần công thức làm giúp bẩn của nhà chị. Này, mới sáng ra làm nhảm cái gì đấy? Đừng có đứng đây mà ám quẻ như hai cái thằng này. Đừng tưởng đẹp trai, muốn nói gì thì nói. Chị đây không ngán ai đâu. Nhanh chân đi thì biến đi, không chị mắng cho quên lối về đấy. Chị thôi đi, chúng tôi đến đây không để vu oan cho chị đâu. Chúng tôi đã có tất cả chứng cứ về hành vi phạm tội của chị rồi. Ngày hôm đó, khi anh Cường mang ruốc về, trong bữa cơm, tôi đã quan sát và thấy ruốc của chị có phần khác so với ruốc mà mẹ tôi hay làm. Phần ruốc không tơi, cứng và nhạt màu hơn so với ruốc bình thường. Lúc nếm ruốc có vị ngọt lợ trên đầu lưỡi, sau một lúc sẽ có vị chát gắt khó chịu. Khi nhai để ý kỹ, sẽ có cảm giác càng nhai càng dai. Hôm đó, Na rất thích ăn và ăn rất nhiều, anh Cường cũng vậy. Và đến tối, cả hai người đều bị đau bụng. Na còn đau đến độ phải đi bệnh viện cấp cứu. Đã có kết quả kiểm tra, thành phần chính trong ruốc của chị chính là thịt gà thối được tẩy trắng và thành phần lạ nữa. Đấy là lý do vì sao khiến anh trai tôi và em gái tôi bị ngộ độc. Mày đừng có mà nói linh tinh nhá, có chứng cứ không? Bao nhiêu người ăn thì chả làm sao, đến anh em mày đau bụng ý, chạy đổi cho nhà tao. Bởi vì mọi khi mọi người ăn ít thì không sao, còn hôm đấy tôi mua cả cân về, ăn nhiều nên bị phản ứng ngay. Ngày hôm sau đó, tôi đã qua quán của chị để tìm hiểu xem có thu thập được thêm chứng cứ gì không. Thì phát hiện ra em trai của chị dùng oxy già để tẩy thịt gà thối để làm ruốc. Tuy nhiên, tôi không lấy được chứng cứ. Tất cả ấy chỉ là nói mồm thôi. Mày đừng có vu oan giáo họa cho tao nhá. Chị muốn có bằng chứng có phải không? Chúng tôi có đấy. Rất đông vui đấy à? Anh Cường, cảm ơn anh vì hai cái vé xem phim nhá. Này, mày quen cái thằng này à? Vâng, anh ấy cho vé xem phim mà. Nào, muốn gì? Nói đi. Đúng là chị gái của em. Em á, chả thích cái gì, chỉ thích đi xem phim Marvel thôi. Mà ngoài rạp ấy, đang có phim mới ra đấy. Chị cho tiền một vé xem phim nhá. Làm gì có tiền mà suốt ngày ra rạp xem phim thế hả? Mà mày rủ cả con Linh hàng xóm đi đúng không? Tao còn lạ gì nữa. Mà nói bao nhiêu lần rồi, bao giờ ấy, phim ra web. Vé xem phim à? Chứ mày xem phim ở trên rạp ấy, tốn tiền mà sư. Mày đi như thế thì ai làm hàng cho chị? Không cho. Trong hàng nhá, chị lên bếp làm ít đồ trả khách, trông cẩn thận đấy. Biết rồi, giờ này làm gì có học sinh đâu mà sợ. Rồi. Cho anh cái bánh mì đi. Vâng ạ, có tiền có liền luôn anh. Bực hết cả mình, mất hết cả công. Có chuyện gì mà trông anh bực mình nhá? Anh đang bực hết cả mình đấy. Đứng đợi mãi mới mua được hai vé xem phim mới. Đang định dẫn người yêu đi xem thì phát hiện người yêu cắm sừng em ạ. Thế có điên không chứ lại. Thế này còn xem xét gì nữa. Thôi anh xé đi đây. Sao anh lại xé đi? Phí lắm. Anh không cần nữa thì anh cho em. Thôi được rồi, chú cầm lấy đi. Chú cầm lấy luôn đi. Nhưng mà vé xem phim hai người đấy, đi một mình thì buồn chết. Anh đứng cả buổi chiều mới mua được đấy. Em không đi một mình đâu. Em muốn mua mãi mà có mua được đâu. Hay là anh trông hàng em một lúc nhá. Em chạy vèo sang nhà hàng xóm, xong rồi em về luôn. Cứ đi đi, anh ăn rồi anh trông hàng luôn cho. Dạ vâng ạ. Linh ơi, anh đến đây. Nhanh lên đấy. Có gì anh báo động cho em nhá. Rồi, đi đi.
Tôi đã biết chất lạ trong ruốc là gì rồi. Chính là bã sắn dây. Cái này mọi người vứt đi thì không ăn được, nhưng chị lại thu gom về trộn cùng thịt gà được tẩy trắng để làm ruốc bán cho học sinh. Nhìn chị không đến nỗi nào mà chị làm ăn thất đức thật đấy. Chị bán ở cổng trường, khách chủ yếu là học sinh, dạ dày yếu. Không những chị làm ruốc bằng bã sắn dây, chị còn làm bằng kiểu thịt bẩn thịt thối nữa. Tất cả là tại mày đấy, cái thằng trời đánh này. Em biết gì đâu, tại chị không cho tiền mua vé xem phim chứ. Mà chị cũng hám lợi lắm cơ, thấy cái gì rẻ là cứ cho hết vào. Tao mà không làm thế thì mày có tiền ăn chơi chắc. Nó không chỉ gây hại trước mắt mà còn gây hại cho cả sau này nữa đấy. Chị làm như vậy không thấy thất đức à? Nếu con của chị ăn thì chị sẽ thấy như nào? Phủi phủi cái mồm mày đi. Tất nhiên là con tao, tao sẽ không làm thế rồi. Mà thôi, tao không biết gì đâu nhá. Chị nó không biết là xong à? Chị định chối bỏ trách nhiệm dễ dàng như thế ư? Mời chị lên phường trình bày. Bỏ ra. Bỏ ra.